xuất cho bạn. Lâu rồi bỏ bê con lai đây tại giờ mình cũng rất là nhiều máy thì nếu có gái em nào mình hay anh em nghĩ ủng hộ đông và lên đời cũng rất là nhiều rồi. Máy là không hết rồi thì tập trung vô cái vấn đề ngày hôm nay là các bạn, đó là FreeWheel 18. Thì nếu mà như anh em nào mà đang sử dụng Switch mà nếu mà các bạn có nhu cầu mà chơi online, hoặc các bạn khi mà các bạn online thì các bạn vô Nintendo hoặc eShop là bắt buộc các bạn update. Mà khi các bạn đã update lên 18 là hiện tại khi mà các bạn update FreeWheel gốc lên 18 thì các bạn sẽ vô FreeWheel hack được, nó sẽ bị lỗi, bạn nó báo lỗi hen. Và chỉ có một cách đó là chờ các bạn trong cái FreeWheel 18 hoàn thiện hen. Và hiện tại mình đang thử trên con này là 17.0.1 đó. Thì cái đó là vấn đề cho anh em nào chơi ở FreeWheel gốc có nhu cầu chơi online thì mình lưu ý cho các bạn, hoặc là bạn check ban đầu này nọ đó, thì anh em hiện tại bây giờ anh em đừng có vô FreeWheel gốc, đừng có vô Nintendo eShop. Khi mà bạn vô Nintendo eShop là nó bắt buộc các bạn phải update máy lên, và khi update máy lên là máy các bạn đang ở FreeWheel 18 với cái gói hiện tại nó chưa có hỗ trợ cho FreeWheel 18 được. Thì anh em lưu ý ha, nó chỉ hỗ trợ cho FreeWheel từ 17.0.1 đổ về thôi, là Atmosphere 1.6.2 đó để chỉ chạy được cái đó thôi. Còn anh em ở FreeWheel 18 thì phải chờ tầm khoảng chắc một tuần nữa ha, thì ấy đầu ra các bạn chạy ổn định mình sẽ có một video lên cho anh em, tự anh em ấy luôn. Thì mình đang làm cái series bên kênh cho mình tân, bạn có theo dõi mình nói giúp mình rồi. Giờ này khi các bạn lưu ý ha, đừng có bạn nhiều khi bạn check ban đó, các bạn vô đó các bạn cập nhật lên, khi mà nó báo là system update là có nghĩa là nó đã down rồi, bạn chỉ cần bấm vô thôi là sẽ update lên rồi. Vấn đề thứ hai đó là tên phone. Thì nếu mà anh em nào mất cái new game các bạn cứ liên hệ cho mình qua Zalo, Facebook, mình sẽ hỗ trợ các bạn ấy cái hot vô lại ha. Thì hot mà khi bạn mua máy bên mình hoặc là mặt chip của mình sẽ hỗ trợ bạn trọn đời để bạn sử dụng. Thì có hai cái down, một là em PC, còn hai là các bạn có thể lại trên hot thì nó có tiện rất là nhiều đó, nhưng bạn cũng có PC. Rồi vấn đề thứ ba là cái Zalo châu Á, đợi vài hôm nữa mình sẽ rảnh mình sẽ ấy lại cái bộ này cho anh em để anh em nhìn nó dễ chịu một xíu. Thì mình có một cái series bên kênh Trầm Tân như nãy mình mới chia sẻ với bạn rồi, để bạn có thể là theo dõi những cái vấn đề về Switch bên đó, hoặc các bạn thắc mắc gì các bạn bình luận bên đó để mình làm cái video để cho các bạn theo dõi cái series để các bạn có thể là sử dụng Switch. Thì đơn giản bạn chơi game thì cứ ấy thôi, và một số phụ kiện tại bây giờ mình về rất là nhiều, và đây là cái mới bạn hàng Switch Pro nè. Cái này các bạn dán cho hay, và anh em lưu ý nha, các bạn đang sử dụng Switch các bạn đừng có vô FreeWheel gốc, các bạn update máy là update lên 18 này các bạn sẽ không thể vô FreeWheel hack, lưu ý nha. Để anh em cập nhật rồi em sẽ không vô được, thì khi nào mà có cái ấy ra mình sẽ án trên kênh của mình rồi. Nhiều bạn vô các bạn phải chờ để school call ở anh em dán vô, thì giá mình có cập nhật trên web, bạn có thể là xem tham khảo trên web chúng mình. Một số phụ kiện tại đây đây giảm giá rất là nhiều, một bộ school call đó là như là một bộ đó là hai món là 150 các bạn, thì giá hiện tại đang giảm rất là nhiều các bạn. Line là line animal này, line animal hồng với là xanh, một này là những con mới nè. Rồi gíp đồ này nọ cho con hiện tại là 650 này, gíp 100.000 nè, rất là nhiều bạn. Như là cái Hori của Zelda là 1.1 triệu, còn 8 bít đô là 900 á, mình nhớ 8 bít đô là 900, còn cái này là 1 triệu nè. Rồi cái Dolby kia là 900, cái Retro Pack là 800, cái Dolby cái cần gạt là 700, và Switch OLED mình về đủ bản, một cái mon vẽ ra tôi nghe mới vừa qua bạn làm kịp luôn, sáng anh em ghé chờ mất thời gian. Thì các bạn mua Switch các bạn có thể là đặt trước, mình chọn trước, thì trên web mình có một cái một để các bạn có thể chọn. Tại Hori đang giảm 1.1 triệu nha, rồi cái mon nó là 900, với lại cái màu xanh nó là 700, các bạn có thể xem cho nó. Vừa hai mình có về màu điên ông với màu xám nè, rồng cái dòng rinh vịt nè, để vài hôm nữa về nhiều mình sẽ lên cái video review cho bạn xem thôi. Tay bếp 5 các bạn, bếp 4 nằm bộ hay quá trời luôn, mình thanh lý hết trơn luôn, không còn các bạn. Anh em chơi bếp nhiều quá, đẹp không? Cái màn của Sony BS nè, quá là tự luôn. Màn của Lasma đời đầu của bạn, của năm 2000 mấy á, của Sony mà hồi xưa vậy là nó rất là đỉnh nè, đang tranh thủ làm máy. Anh em ghé gửi máy cài quá nhiều mình không có ấy hết nè. Khi tay mình cũng về rất nhiều, tay bếp 4 thì sắp tới về thêm cái cục mà nhận nữa, để anh em mà chơi FIFA Online 4 mới có thể gắn vô nó nhận được luôn. Anh em khỏi cài driver DS4 luôn, ngon hơn nữa. Tay bếp 4 là tay trắng với đen là 600, còn tay limited là 800. Giá mình có cập nhật trên web, anh em cứ vô tham khảo xem giúp mình hen. Đẹp không? Bản này là cái bản của bản mà bếp 4 mà rồ limited 500 triệu các bạn. Đẹp không? Xuất sắc luôn. Kiếm cái máy, con máy có đó, nhưng mà kiếm máy hát kìa mới ngon. Chứ kiếm máy độc đĩa kiếm làm gì đúng không? Mình chỉ làm hát thôi. BB thì nó... BB về được con 1.000 nè bạn. Anh này anh đậu qua con V2, các bạn ngoài ra các bạn còn nâng cấp đời máy lên, các bạn cứ liên hệ giúp mình, mình sẽ hỗ trợ các bạn nâng cấp đời máy lên ha. Con này là con Game Boy USB 4 đen, màn IPS rất đẹp, nhưng màn nó sẽ không bị chát màn hình.
vỏ thì cũng là bộ Pikachu, thì con này sẽ kèm sạc ở dưới mình tặng cũng bằng 369 đi, 2 triệu ha. Rất đẹp này. Ngoài ra một số phụ kiện khác bạn có thể xem trên web giúp mình ha. Ok, video hẹn còn tới đây thôi. Các bạn hãy mắc gì bình luận mình giữ giúp mình. Nhớ bấm like đăng ký kênh giúp mình.